Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình cùng chơi với những con vật đáng yêu các bạn ơi. Hôm nay mình cho các con vật này ra công viên chơi các bạn này. Công viên ở đây thì rất là rộng và cũng rất là sạch nhá. Đầu tiên thì chúng mình sẽ chơi với các bạn khủng long trước nhá. Khủng long màu cam này. Đấy, bạn khủng long to lớn. Chúng mình chơi bạn khủng long này. Bạn khủng long này có cái cổ rất là dài ấy. Rất là cao. Bạn ấy di chuyển rất là chắc chắn. Bạn khủng long này chắc chắn là sẽ ăn thịt rồi các bạn ạ. Cho nên là có nhìn thấy bạn khủng long này thì chúng ta hãy tránh xa bạn này ra nha. Tiếp theo, một bạn khủng long dữ tợn hơn. Đó là bạn khủng long màu xanh. Bạn khủng long này thì còn ghê hơn bạn khủng long màu cam ghê cơ các bạn ạ. Cho nên là các bạn mà cũng gặp thì hãy tránh thật xa các bạn này ra. Đây là hai bạn khủng long to lớn của mình. Còn bây giờ chúng mình sẽ chơi với các bạn rùa này. Chúng mình sẽ chơi với bạn rùa này trước nè. Đây là bạn rùa đực nhá. Còn kia là bạn rùa cái. Có cái mũ rất là steam đúng không? Bạn rùa đấy. Còn bây giờ chúng mình sẽ chơi với bạn rùa cái nhá. Bạn rùa cái bạn biết đẻ trứng đấy. Bạn đẻ rồi. Do lên không được phẳng ấy, nên bạn ấy đi cũng không được, bạn di chuyển không được chuẩn ấy. Đây là bạn rùa cái. Bạn ấy đẻ được 3 quả trứng các bạn nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ chơi với bạn chim. Bạn chim vàng anh. Chúng mình cùng nghe bạn chim hót nhá. Chúng mình ra công viên và ngồi nghe chim hót thì cũng rất là hay nhá. Bạn chim. Đây. Bạn ấy sẽ đứng đây. Chúng mình sẽ chơi với bạn bọ cánh cứng. Bạn bọ cánh cứng này cũng thích di chuyển ở những nơi phẳng á. Ở đây thì bạn khó di chuyển hơn. Bạn bọ cánh cứng. Chúng mình sẽ chơi với bạn thỏ nha. Ở đây có mấy em nhỏ đang xem mình quay video ấy.
có em lại thích bạn thỏ các bạn ạ. Chúng mình sẽ chơi với bạn cua. Bạn cua này. Sẽ chơi với bạn ngựa nhá. Hôm qua bạn ngựa không phi ấy. Bạn ngựa này. Đây bạn hiêu. Bạn hiêu ngã rồi. Chúng mình sẽ chơi với bạn bò sữa màu hồng nhá. Chúng mình sẽ chơi với bạn trâu. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh, xem đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.